Thưa quý vị, sau hai lần tổ chức thành công tại tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp năm 2024 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp vào sáng nay. Tham dự buổi thả cá có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Đợt này có hơn 196.000 con cá giống đã được thả xuống sông Tiền. Tổng kinh phí vận động thả cá khoảng 519 triệu đồng. Các loại cá được thả là những loại có giá trị như cá tra, cá dù cờ, cá bông lao, cá cốc, cá rô đồng, cá trên vàng, cá hô, cá chạch lấu, lương, cá lăng, cá mẹp dinh, cá hường, cá sặc rằn, vân vân. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các địa phương hy vọng lễ thả cá này sẽ trở thành nét văn hóa của ba tỉnh, thành phố An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, tạo thêm hiệu ứng có sức lan tỏa toàn xã hội, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng, qua đó thúc đẩy hoạt động thả cá trở thành phong trào toàn dân tham gia phục hồi, bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu thiên nhiên.